Sáng ngày có một tin rất buồn. Đó là ông Kim hủy bỏ cái phiên họp ngày mai thứ Vâng. tư này với lại ông Moon. Thì vì lý do rằng hai ông đã họp nhiều lần rồi để mà gọi là bàn thảo vấn đề thống nhất đất nước. Lý do ông Kim ông đưa ra, tôi không bênh ông Bắc Hàn hay ông Nam Hàn, nhưng mà ông đưa ra rất là có lý. Ông bảo tại vì Nam Hàn gia nhập vào trong cái cuộc thao diễn quân sự của Mỹ tổ chức tại bờ biển phía Nhật Bản, trong đó có nhiều quốc gia Nhật mới lại này kia, thì là Nam Hàn tham dự. Ông nói ông lý do ông từ chối, và có thể ông sẽ hủy bỏ luôn cái phiên họp với lại ông Donald Trump vào tháng 6 này nữa. Thì cái tôi không trách ông Kim Jong-un, lý do rằng trong khi mình cái chiến tranh lạnh của mình nó đang hâm được nóng lên, tại sao lại ông Nam Hàn lại nhảy vào tập trận với Mỹ làm gì? Mà tôi lại càng trách ông Mỹ nhiều hơn là trách ông Nam Hàn, là bởi vì ông Nam Hàn chỉ là một cái gọi là chư hầu của Mỹ, Mỹ nó bắt tham dự là phải tham dự thôi. Tôi hỏi ông Mỹ, thay vì như vậy đó, ông Mỹ phải hủy bỏ cái vụ tập trận đi, vì những cái mà Bắc Hàn đang làm bây giờ chúng tôi hủy bỏ cuộc thao diễn. Nên như vậy nó chứng tỏ mình là đàn anh hơn, mình là người nghĩa là lãnh đạo thế giới nhiều hơn. Tự nhiên bây giờ lại cho một cuộc thao diễn. Ngày hôm qua còn ra lệnh Bắc Hàn trao cho tôi 10.000 nhà bác học của Bắc Hàn đi mang về Mỹ, tức là kiểu mà rất là áp lực quá đáng này. Người ta đã hủy nhà máy thử nghiệm vũ khí hạt nhân, thế còn 10.000 bác học của Bắc Hàn để đi đâu? Thì người ta sẽ đi làm những cái chuyện khác. Đằng này ông Mỹ ông bắt về để cho nghe là kiểu là trong tương lai Bắc Hàn không đủ khả năng. Thì tôi nghĩ rằng anh Mỹ anh làm quá đáng nha. Anh ấy được đằng chân lên đằng đầu. Thì xin mời bác. Không biết cái tên mà giao 10.000 gì đó thì tôi không tin. Tôi thấy rằng thì nó chả ai đòi hỏi mấy chuyện vô lý như vậy, nó Không buồn báo cười hôm quá. qua nó đăng vậy Thế, bác. Dạ. tôi có theo dõi báo Dạ. nhiều lắm nhưng Dạ. mà tôi không nghĩ như vậy. Dạ vâng. Một cái đòi hỏi đó là một cái chuyện phá thối, Dạ. và nó mang tính cách không những trịch thượng Rồi, chất là trị thượng. Vâng. và hỗn hỗn Dạ vâng, cái hỗn đó á, phải gọi là hỗn hỗn. đối với một cái dân tộc, tuy là họ nhỏ đấy nhưng mà họ đã có những các cái nhượng bộ tối đa, Dạ họ vâng. làm những cái cử chỉ vô cùng đẹp để mà giải quyết cái vấn đề tồn đọng ở cái chiến tranh Triều Tiên. Dạ Nào, đúng. một cái mà cả thế giới đương ngưỡng mộ, đương khen Dạ. là hai nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn. Và cũng giống như mình đã nói đó, mình đã nói rằng thì là tại sao không phải là nước Nam Hàn hay Bắc Hàn họ thiếu người yêu nước hay là họ thiếu người có một cái tầm nhìn, nhưng mà cái thế của thế giới nó ràng buộc, nó xui nguyên dục bị, cho nên đó là cái bàn tay của cái con bạch tuộc tư bản đó, những các cái người mà nó khống chế cái thế giới này đó, những dân tộc nhược tiểu như Nam Bắc Hàn, như Việt Nam vân vân đó, khó mà thoát khỏi được. Cho nên trong một cái clip chuyến vừa rồi đó thì tôi mới nói rằng thì là thực tình thì Việt Nam với cái ngày 30 tháng 4 là Việt Nam đã đúng là cái lúc mà cái thời điểm thiên thời địa lợi thuận tiện nhất, Lê Duẩn đã mở một cuộc tấn công để mà thống nhất đất nước, để cho cái bàn tay của Bạch Tuộc và cả thế giới nó trắng mắt ra, nó trắng mắt ra, và nước Việt Nam đã thoát khỏi cái vòng kim cô của thế giới đối với dân tộc, và cái công đó rất lớn. Và đã từ năm 54 cho tới năm 2018 này, mình mới nhìn thấy rằng thì là 40 mấy năm nhà nước Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi thoát khỏi cái vòng kim cô của thế giới để mà ngang tầm với thế giới. Đấy mới là cái công trời biển. Bây giờ mình mới nhìn thấy rằng thì là đấy, trong 3 tháng vừa qua Nam Bắc Hàn đã quá đã cố dãy dụa, nhưng mà rồi thì người ta cũng lại phá. Chưa chắc là những thiện chí đã đủ đưa ra điều kiện này, đưa ra cái đòi hỏi này, cũng giống như anh Hùng vừa mới báo được bà thì là tự dưng anh mang ra anh tập trận, xong rồi anh đòi là tới cho một ủy hội quốc tế hay là nguyên tử gì đó của Liên Hiệp Quốc tới mà kiểm tra xem là anh này có thực sự là phá không, phá hết không. Thành ra mình mới thấy rằng thì là cái thế giới này đó nó cũng chỉ là một cái trật tự cá lớn nuốt cá bé mà thôi, chứ anh lấy quyền gì để anh kiểm soát rằng anh nói chuyện rằng thằng này một cái đất nước nhỏ này mày không có quyền có bom nguyên tử là làm sao, không ạ? Cũng giống như là ném 2 quả bom nguyên tử với nước Nhật nước Nhất thì mình mới nhìn thấy rằng thì là cái người mà sử dụng bom nguyên tử đầu tiên là người Mỹ. Và bây giờ đó nó nói rằng thì là dân tộc Tàu chẳng hạn, Trung Hoa đó 5.000 năm văn hiến, còn tao có 400 năm lập quốc thôi, mà mày là chưa trưởng thành, mày không được quyền có bom nguyên tử, sao nó hỗn như vậy đó. Thế mà thế giới vẫn cứ lặng yên, thế giới mà lại còn nhìn thấy cái cuộc mà ngày hôm qua thôi ở bên mà tòa đại sứ Mỹ dọn về Israel thôi, mình nhìn thấy rằng thì là cái bọn bên Israel nó bắn bằng đạn thật, trên 2.000 người bị thương. Nhìn thấy rằng thì là cái con số đó mình nhìn thấy nó táng tận lương tâm. Thế giới giả vờ cũng lại họp hiếp lên án, xong rồi thì là lại còn đại sứ của Mỹ ở Liên Hiệp Quốc lại phải nói rằng thì là chúng tôi đã tự chế lắm, mày bắn gần đến người mà mày tự chế nữa. Thành ra cái trật tự thế giới này đó, mình nếu mà tuân thủ nó, mình không biết phẫn nộ thì mình không phải là người. Mình không phải là người, chứ đừng nói rằng con người dân chủ nữa, tìm tự do nữa. Đồ con khỉ. Vâng, thưa bác, những người dân Palestine ấy, thì họ nói rằng thì đòi cái trả lại cái sự công bằng của cái vùng đất gọi là vùng đất hòa bình thế giới là Jerusalem, biểu tượng cho bên Công giáo. Cái thánh địa Mecca đó thì nó lại nằm ở trong cái khu vực của Do Thái. Thành ra bây giờ họ muốn là cái vùng đất nó sẽ được trung lập như từ xưa đến nay, để đồng ý là nằm ở Do Thái nhưng mà nó dân chúng Hồi giáo vẫn được tự do tới để mà đi thế này thế kia. Cái Do Thái giáo là cũng là một hình thức của bên Công giáo, nên giống như là Nga giáo vậy. Nó cũng là chùa thờ Chúa Giêsu nhưng mà họ không nằm trong cái quỹ đạo của Vatican. Thì bên Do Thái thì lại lấy lý do rằng những người này bị cái nhóm khủng bố Hamas giật dây để gây cái hỗn loạn, để ngăn trở cái việc mà thành lập cái tòa đại sứ của Mỹ tại Do Thái. Thì tôi hỏi cái lúc mà đó, tôi nói trong mình đang có bình yên, cái tòa đại sứ của Mỹ ở cái Tel Aviv, tức là thủ đô của Do Thái, nhưng nguyên tắc là thủ đô là phải là đặt tòa đại sứ, tự nhiên mình mang ra cái chỗ Jerusalem mà đâu có phải là thủ đô của Do Thái nữa, để làm cái gì, để tạo nên một cái. Và bây giờ kết quả là 65 người chết và 2.700 người bị thương. Tôi không hiểu là cái ông Mỹ nhiều khi ông muốn trật tự hòa bình thế giới mà bây giờ đang đề nghị ông mới được lãnh, ông Donald Trump được lãnh giải hòa bình thế giới, mà trong khi ông lại tiếp tục tập trận, trong khi mình đã hòa giải với nhau rồi, hẹn nhau rồi kia nó nói chuyện rồi. Bây giờ cái bản tin là thưa bác đây đã đưa lên đấy, số phận 10.000 nhà khoa học
hạt nhân Triều Tiên. Ở trong này có luôn cả cái tấm hình mà ông Kim Jong Un ông trao cho một nhà khoa học, trong đó có hình cố lãnh đạo Kim Jong Il, tức là bố của ông Kim Jong Un. Đây là của tờ báo, cái bản tin của tờ báo Korea Times. Thì họ đồng ý tất cả là họ sẽ phá hủy nhà hạt nhân. Họ đồng ý cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc và Âu Châu tới để quan sát lúc đầy đủ hết. Nhưng bây giờ đòi hỏi là đưa cả 10.000 nhà bác học này đi về bên Mỹ thì tôi thấy rằng cái trịch thượng quá đáng. Mà cái kiểu mà đi mà tập trận như vậy thì người ta gọi là coi như là ông Trump thật sự không có muốn Nam và Bắc Triều Tiên được. Tại vì tụi bay đã thống nhất mà không có ý kiến của tao. Tụi tao không được bàn mà trong đó. Đấy, kiểu mà giống như Việt Nam mình năm 54 cũng phải có cái là năm nước. Anh Tàu là người đô sau, bốn nước đầu tiên. Sau mới có ông Tàu là đến năm. Rồi Hiệp định Ba Lê, rồi cũng lại có anh Mỹ, anh ngồi trình hình trong đó. Thì anh Mỹ anh lúc nào anh cũng muốn làm, anh là sen đầm của quốc tế. Nhiều độc giả ca trẻ tuổi sau này không hiểu chữ sen đầm. Ngày xưa dưới cái hồi thực dân Pháp thì tôi gọi sen đầm là mấy anh cảnh sát, mấy anh công an ấy gọi là sen đầm. Vâng, thì bác thấy rằng cái chuyện bác mới đưa cái vụ mà tôi thấy rằng hơi bất nhẫn. Khi mà tôi nhìn thấy những cái hình ảnh dân chúng đứng là kia mà họ không có vũ khí. Mà bây giờ lại bắn bằng đạn thật nữa. Anh đồng ý anh có quyền giải tán, thiếu gì cách giải tán. Anh lấy cái xe cứu hỏa lên xịt nước là cũng giải tán được đấy. Lựu đạn khói rồi thì lựu đạn khói đủ lắm rồi, cùng lắm thì là đạn cao su nọ kia đó. Dạ, rồi thì rồi cứ bao vây người ta thì rồi người ta cũng không ăn không ngủ được 3 ngày rồi người ta cũng dẹp thôi. Dạ vâng, đúng. Nhưng mà cái hành động này nó mang một tính cách nó cảnh cáo. Nó mang một tính cách nó hết sức cảnh cáo và phải nói rằng đây là nó thách thức cái lương tâm nhân loại. Vâng.